Chúng ta không sợ người khác lừa gạt mình. Người khác lừa gạt ta, sỉ nhục ta, ức hiếp ta, thực ra mà nói, ta đều rất cung kính mà cảm kích đối với họ. Niệm A-di-đà Phật rồi hồi hướng cho họ. Vì sao vậy? Vì đã tiêu nghiệp chướng cho ta, là việc tốt mà. Họ tự mình tạo tội nghiệp, thay ta tiêu nghiệp chướng. Họ thật sự là đã xả mình vì ta. Họ là ân nhân của ta. Bản thân họ không biết, ta thì rõ ràng tường tận. Ta và họ không đi chung một con đường. Họ đi đó là đường sáu nẻo luân hồi, là đi ba đường ác đạo. Còn ta đi con đường nhất thừa Phật đạo. Không phải thanh danh, không phải duyên giác, cũng không phải Bồ Tát. Đường ta đi là con đường thành Phật. Hy vọng mọi người có được sự nhận biết như vậy. Tiền đồ của chúng ta là một mảng quang minh, sáng lạng. Nhất định không tham muốn hưởng thụ danh văn lợi dưỡng trong một đời này. Phải đem nó xả bỏ thật sạch sẽ. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm. Thực tế mà nói, trong 48 nguyện thì hai nguyện này quan trọng nhất. Chúng ta ở trong ba bậc giảng sanh là Thượng Trung Hạ thì đều có câu này. Phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19. Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18. Nếu bạn chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không có phát Bồ Đề Tâm thì bạn không thể giảng sanh. Cho nên người niệm Phật rất nhiều, người được giảng sanh thì lại không nhiều. Cái đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Chân tướng sự thật đều bày ở trước mắt chúng ta. Năm xưa tôi học Phật ở Đại Trung, lão sư Lý thường hay nhắc nhở chúng tôi, hiện tại trong một dạng người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi, chỉ 2-3 phần dạng mà thôi. Vậy thì những người còn lại thực sự là trong một dạng người có hơn 9.990 người đều không thể giảng sanh. Là hơn 9.990 người không thể giảng sanh. Nguyên nhân là gì? Là không có phát Bồ Đề Tâm. Bạn không có tương ưng với bổn nguyện của A-di-đà Phật. Nếu bạn không phát Bồ Đề Tâm, vậy thì đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không phải là nhất Phật Thừa. Thế giới bên đó là nhất Phật Thừa mà nói, thì phát Bồ Đề Tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thế nào thì gọi là Bồ Đề Tâm? Trong các kinh luận đã có nói rất nhiều, cũng không dễ hiểu. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã nói với chúng ta, chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, nói ba cái này. Vì sao mà Bồ Đề Tâm là ba cái này? Ba cái nhưng thực tế là một cái. Thể của Bồ Đề Tâm là chí thành tâm. Chí thành tâm khởi tác dụng. Cái tác dụng đó có cái đối với mình, có cái đối với người. Đối với chính mình là thâm tâm, đối với người thì là hồi hướng phát nguyện tâm. Cho nên thâm tâm cùng với hồi hướng phát nguyện tâm là tác dụng của Bồ Đề Tâm. Một cái là tác dụng đối với bản thân, một cái là tác dụng đối với người khác.
trên thực tế là một cái tâm, mà nói từ ba cái phương diện. Nếu như cái này không dễ hiểu, chúng ta hãy xem lại Đại Thừa Khởi Tính Luận. Trong Đại Thừa Khởi Tính Luận, Mãn Minh Bồ Tát đã nói với chúng ta về Bồ Đề Tâm. Ngài nói là trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Chúng ta đem kinh và luận hợp lại mà xem thì sẽ dễ dàng hiểu được cái ý nghĩa. Trên luận thì nói là trực tâm, trên kinh thì nói chính là chí thành tâm. Thâm tâm thì cũng giống như vậy. Trên kinh nói hồi hướng phát nguyện tâm, chính là trên luận nói đại bi tâm. Đại từ đại bi. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng mà thâm tâm vẫn còn khá khó hiểu. Rốt cuộc thì cái gì gọi là thâm tâm? Thâm tâm là từ thọ dụng. Bồ đề tâm khởi tác dụng là từ thọ dụng. Cho nên năm xưa khi tôi còn ở Mỹ, đã đem cái bồ đề tâm này viết thành 5 điều gồm 10 chữ. Hình như là ở bên này chân thành. Chân thành chính là chí thành tâm, chính là trực tâm. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác chính là thâm tâm. Như vậy thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Từ bi tâm chính là hồi hướng phát nguyện tâm, là đối với người. Còn đối với chính mình thì phải thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm mà tương ưng với 10 chữ này, thì bạn đã thật sự phát bồ đề tâm. Đây là vô thượng bồ đề tâm. Cho nên nếu đã thật sự phát tâm thì trong một đời này nhất định sẽ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định sẽ được thân cận A-di-đà Phật. Nếu quả nhiên bạn có cái nguyện vọng như vậy, thì từ nay trở đi bạn sinh hoạt, làm việc, xử sự đối người tiếp vật, thì bạn nhất định phải dùng chân tâm, không thể lại dùng vọng tâm nữa. Có lẽ có người sẽ hỏi, tôi dùng chân tâm đối đãi người, người khác dùng vọng tâm đối với tôi, vậy không phải tôi đã bị thiệt thòi lớn rồi hay sao? Vào lúc này thì bạn phải hỏi, bạn muốn tiếp tục ở lại trong lục đạo luân hồi hay là muốn đến thế giới cực lạc đây? Nếu như là đến thế giới cực lạc, vậy thì bạn không dùng chân tâm thì không được rồi. Ở thế giới cực lạc người người đều là dùng chân tâm, không có ai dùng vọng tâm. Bạn vẫn còn không chịu dùng chân tâm, vẫn dùng cái tâm hư vọng để xử sự đối người tiếp vật, thì bạn niệm Phật hết cả cuộc đời này cũng không thể giảng sanh. Bạn là người nằm trong số lượng hơn 9.990 người trong một vạn người đó. Nếu bạn chịu dùng chân tâm, vậy thì bạn nằm trong số 2-3 người trong một vạn người đó. Cái đạo lý này các vị phải nên hiểu, phải nên hiểu rõ cái chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta chân thật phát tâm hành Bồ Tát Đạo, nhất định phải thấy được A-di-đà Phật. Chúng ta không sợ người khác lừa gạt mình. Người khác lừa gạt ta, sỉ nhục ta, ức hiếp ta, thực ra mà nói, ta đều rất cung kính mà cảm kích đối với họ. Niệm A-di-đà Phật rồi hồi hướng cho họ. Vì sao vậy? Vì đã tiêu nghiệp chướng cho ta, là việc tốt mà. Họ tự mình tạo tội nghiệp thay ta tiêu nghiệp chướng. Họ thật sự là đã xả mình vì ta. Họ là ân nhân của ta.
Bản thân họ không biết, ta thì rõ ràng tường tận. Ta và họ không đi chung một con đường. Họ đi đó là đường sáu nẻo luân hồi, là đi ba đường ác đạo. Còn ta đi con đường nhất thừa Phật đạo. Không phải thanh danh, không phải duyên giác, cũng không phải Bồ Tát. Đường ta đi là con đường thành Phật. Hy vọng mọi người có được sự nhận biết như vậy. Tiền đồ của chúng ta là một mảng quang minh, sáng lạ. Nhất định không tham muốn hưởng thụ danh văn lợi dưỡng trong một đời này. Phải đem nó xả bỏ thật sạch sẽ. Khi tôi rời khỏi Singapore đi đến Úc Châu, để viết một bức đối liện, để khuyến khích chính mình, cũng là khuyến khích các đồng học chúng ta. Đối liện này ghi là: xứ nghịch cảnh, tùy ác duyên. Nghịch cảnh là hoàn cảnh của chúng ta không tốt, chỗ nào cũng đều là chướng ngại. Hoàn cảnh nhân sự không tốt, người hủy báng chúng ta rất nhiều. Người nhiễu điều sinh sự rất nhiều. Sống trong cái hoàn cảnh sống như vậy, nhất định không có một niệm có tâm sân hận, là vô sân hận, nghiệp chướng tận tiêu. Có một niệm tâm sân hận, nghiệp chướng của bạn hiện tiền, kết quả đó là kết cái quả oan oan tương báo không bao giờ dứt, là không thể được rồi. Cho nên ở phương diện này, nếu như chúng ta bị sự oan ức, sự hãm hại của người khác, thì lập tức phải nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa tu nhẫn nhục Ba La Mật, đã gặp vua Ca Lợi. Chúng ta hãy nghĩ đến việc nhẫn nhục tiên nhân đã gặp vua Ca Lợi, cái tai họa như vậy cũng có thể nhẫn chịu được mà không có một chút sân hận nào. Chúng ta phải học, cũng không có một chút tâm muốn báo thù. Không có tâm sân hận thì nhẫn nhục Ba La Mật đã viên mãn rồi. Không có một ý niệm muốn báo thù thì giới điều không sát sanh đã viên mãn. Cho nên vua Ca Lợi đã có công đức rất lớn, đã thành tựu cho người tu hành hai sự việc lớn. Cũng như là nói, bạn tu hành, người ta đến khảo nghiệm bạn, thử thách khảo nghiệm bạn, xem công phu của bạn như thế nào. Chúng ta có thể nói chỉ trong một chút là đã bị người ta khảo đảo mất rồi, vậy thì xong rồi. Vậy thì vẫn phải tiếp tục trong tam đầu lục đạo. Nếu muốn không bị đánh rớt, ta hết thảy đều có thể nhận chịu, tiếp nhận một cách quan hỷ, không có sân hận, không có báo thù, trái lại còn cảm niệm ân đức. Cái sự khảo nghiệm này biết được cái công phu và cảnh giới tu học của bạn. Cho nên đối với nghịch cảnh ác duyên, chúng ta phải thật sự là bội phần cảm kích, vì đã làm cho cảnh giới của mình không ngừng nâng cao. Câu đối kế tiếp là xứ thuận cảnh, tùy thiện duyên. Hoàn cảnh tốt, tất cả đều rất như ý, thì vô tham si. Đáng sợ nhất là trong cảnh giới này, bạn khởi cái tâm tham lên, bạn bị cảnh giới mê hoặc, vậy thì bạn xong rồi. Nhất định phải không có tham, không có ngu si. Phước huệ toàn hiện,
phước huệ liền hiện tiền. Đây là chúng ta tự mình khuyến khích chính mình, cũng là khuyến khích hết thảy đồng học, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, cũng lìa tham sân si. Tham sân si là tam độc, khởi tâm động niệm. Nếu như tương ưng với tam độc phiền não, thì đây là tạo nghiệp của súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Tương lai quả báo là ở trong tam độ. Cho nên nhất định là không thể được khởi tâm động niệm lời nói việc làm. Chúng ta nhất định là không quản chuyện người khác, nên quản cho tốt bản thân mình. Người khác có làm thế nào thì cũng không liên quan gì đến mình, đó là việc của họ. Chúng ta thì nhất định tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đà. Nhất định phải tùy thuận thập thiện, phải tùy thuận tam quy y. Tam quy y là giác chánh tịnh. Phải tùy thuận lục độ, tùy thuận Bồ Đề Tâm, Đại Bồ Đề Tâm. Như vậy, một lòng xưng niệm cầu sanh Tây Phương thì không có một ai mà không giảng sanh. Xưa kia Tổ sư Đại Đức đã nói, cái pháp môn này dạng người tu dạng người đi. Có thể tu học được như lý như pháp thì người người đều giảng sanh. Cho nên nhất định phải tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đặc biệt là tâm từ bi đối với những ai? Là đối với quan gia trái chủ. Bạn có thể từ bi đối với người hãm hại bạn, thì bạn đối với tất cả chúng sanh cũng sẽ từ bi. Đối với tam đồ lục đạo, chúng sanh địa ngục, những người không từ diệt ác nào đều phải đại từ đại bi. Họ thật đáng thương, ngu si, đã tạo tác tội nghiệp. Nếu như họ có trí huệ thì họ tuyệt đối sẽ không tạo tội nghiệp. Cho nên chúng ta đối với người, đối với tất cả chúng sanh hữu tình, trong cách nhìn thì quan trọng nhất là phải khẳng định tánh bổn thiện, chân tánh của tất cả mọi chúng sanh. Chân tánh là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh thì vốn thiện. Họ vì sao lại tạo ác? Bởi vì họ đã mê mất đi bổn tánh. Đã mê mất bổn tánh mà lại tùy thuận tập khí, tập tính thì bất thiện. Phải nên biết cái đạo lý này. Cho nên Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Các ngài nhìn như thế nào? Nhìn bổn tánh. Cho nên tất cả chúng sanh đều đáng để cho ta tôn kính, đều đáng để ta cúng dường, đều đáng để cho ta phụng sự một cách toàn tâm toàn lực. Đạo lý là chỗ này. Phật nhìn là chính xác. Phàm phu chúng ta nhìn người thì sai lệch mất rồi. Không nhìn vào từ chính diện mà nhìn từ phiến diện. Không nhìn bổn tánh của họ mà nhìn vào tập tánh, vậy thì sai rồi. Phật Bồ Tát nhìn vào bổn tánh của tất cả chúng sanh, không nhìn tập tánh của họ. Cho nên tâm của các ngài chính diện là tương ưng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đạo lý chính là chỗ này. Đây là điều mà chúng ta cần phải học tập. Đây là con đường để thành Phật. Hôm nay giảng cái câu A Duy Diệt Trí này. A Duy Diệt Trí ở trong Kinh Di Đà thì nói là A Bệ Bạc Trí, bởi vì nó là dịch âm từ tiếng Phạn, âm dịch có khác một chút. Cho nên đây là một sự việc, một danh từ. Cái ý nghĩa của nó là
Cổ đức nói: bất thoái chuyển, ư thành Phật chi đạo. Chính là đi con đường thành Phật này, họ một mạch thẳng tiến, họ sẽ không bị thối lui trở lại. A Bề Bạc Trí là cái ý nghĩa như vậy. Kinh Tiểu Bổn thì dịch là A Bề Bạc Trí. Cổ đức có người là dịch từ trên kinh danh. A dịch là vô. Trong chữ A-di-đà Phật, từ đầu tiên cũng dịch là vô. Di-đà dịch là lượng, là vô lượng. Phật dịch là giác. Vì vậy ý nghĩa của chữ A-di-đà Phật toàn bộ dịch ra từ tiếng Phạn, nghĩa là vô lượng giác. Phật có ý nghĩa là giác. Phật ở trên kinh Di-đà đã nói với chúng ta về cái ý nghĩa đó. Một cái thì nói là vô lượng quang, một cái thì nói là vô lượng thọ. Ý nghĩa của hai chữ này đều rất hay. Quang là quang minh biến chiếu. Chúng ta hiện nay thì nói là không gian, vô lượng không gian. Thọ là nói thọ mạng là thời gian. Người hiện nay thì nói là vô lượng thời không. Ý nghĩa của chữ A-di-đà Phật chính là vô lượng thời không. Ở trong cái vô lượng thời không đã bao gồm hết tất cả, không sót một thứ gì. Cho nên cái danh hiệu này thì ý nghĩa không thể nghĩ bàn. A Bề Bạc Trí thì Bạc Trí dịch ra là thối chuyển. A dịch là vô, là vô thối chuyển. Cách giải thích này của Cổ Đức rất rõ ràng, rất minh bạch. Vô thối chuyển, ư thành Phật chi đạo. Cái ý nghĩa dịch này rất hay. Trong Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư đã nói với chúng ta ba cái bất thối. Ở trong chữ A Bề Bạc Trí có ba cái ý nghĩa, chính là ba loại bất thối. Loại thứ nhất là vị bất thối. Chuyển phàm thành thánh, sẽ không bị thối chuyển thành phàm phu. Đây là cái ý nghĩa cạn cợt nhất trong từ A Duy Việt Trí. Hôm qua chúng ta đã bàn đến Tu Đà Hoàn thì đã không thối chuyển rồi. Nếu bạn hỏi tại vì sao họ không thối chuyển, trong cái kiến giải của họ không có sự sai lầm. Cũng chính là nói, họ đối với thế xuất thế gian pháp, đối với người, đối với việc, đối với vật, cách nhìn của họ chính xác, không có sai lầm. Cho nên họ không bị thoái chuyển. Chúng ta thì vì sao lại bị thoái chuyển vậy? Chúng ta đối với tất cả người, sự vật, sự việc thì cách nhìn đã sai rồi. Sai ở chỗ nào? Ở chỗ hành động theo cảm tính, đều là tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình, tùy thuận theo sự yêu ghét của chính mình. Cái này thì tôi thích, cái kia thì tôi ghét. Vậy thì không được rồi. Ưa thích và chán ghét thì không có ở trong bổn tánh. Ở trong bổn tánh thì không có yêu thương, cũng không có chán ghét. Việc này thì phải nên biết. Cho nên Phật Bồ Tát, người tu hành tùy thuận pháp tánh, tùy thuận chân tánh. Ở trong chân tánh không có thất tình ngũ dục. Phải hiểu cái đạo lý này. Thất tình ngũ dục, tham sân si mạng, là từ trong vô minh mà sanh ra, từ trong tâm thức, trong vọng tâm mà sanh ra. Chân tâm thì không có sanh ra. Ở trong chân tâm thì chỉ có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cái này thì trong chân tâm có. Ở trong vọng tâm thì mới có phiền não, tập khí, mới có yêu ghét.
mới có tham sân si. Việc này nhất định phải rõ ràng, phải minh bạch. Loại thứ hai là hành bất thối. Đây là nói hầu hết Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa phát nguyện độ chúng sanh. Điều đầu tiên ở trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Các ngài nói được, các ngài làm được. Nhất định là không có thối chuyển thành tiểu thừa. Tiểu thừa là tự độ mà không độ tha, là chỉ tự lo cho chính mình, họ không lo cho người khác. Những lời này phải nói cho rõ ràng. Không nói rõ ràng, e rằng mọi người nghe sẽ hiểu lầm. Tiểu thừa có thật sự là không độ cho người khác sao? Họ cũng độ người. Họ độ những người nào? Tôi thấy anh vừa mắt thì tôi độ anh, thấy không vừa mắt thì tôi không độ. Cho nên họ chưa có bồ đề tâm. Cho nên có duyên với họ thì họ sẽ độ bạn, không có duyên thì họ không độ bạn. Giả lại bạn còn phải đi tìm họ, đi thỉnh giáo với họ, họ mới dạy bạn. Bạn không đi tìm họ, họ sẽ không đến tìm bạn. Việc này không giống với Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa giáo hóa chúng sanh không có yêu cầu điều kiện. Dùng lời hiện nay để nói đó là đa nguyên văn hóa. Họ không phân biệt quốc tịch, không phân chủng tộc, cũng không phân tín ngưỡng. Họ không có yêu cầu bất kỳ điều kiện gì. Giả lại còn chủ động đến tìm bạn. Không nhất định bạn phải đi tìm họ, họ sẽ đến tìm bạn. Đây là Bồ Tát Đại Thừa. Ở trong Pháp Đại Thừa cũng thường nói Phật không độ người không có duyên. Vậy thì Phật có đi tìm những chúng sanh không có duyên đó để giúp đỡ họ, để độ họ không? Phật sẽ đi tìm. Phật tìm như thế nào? Những người này không chịu nghe sự giáo huấn của Phật, đây chính là không có duyên với Phật. Bạn phải hiểu cái ý nghĩa này thì bạn sẽ để tâm tỉ mỉ mà quan sát. Bạn tư duy, hiện tại có rất nhiều người đã thọ tam quy, đã thọ ngũ giới, thậm chí là đã thọ tam đàn đại giới của người xuất gia. Họ có nghe theo sự giáo huấn của Phật hay không? Không nghe, vẫn cứ tùy thuận phiền não chính mình. Đó đều là người không có duyên. Người không có duyên nhưng Phật cũng chăm lo cho họ. Vì thế Phật chăm lo cho chúng sanh là bình đẳng. Còn chúng sanh có học Phật hay không, có nghe sự giáo huấn của Phật hay không, có y giáo phụng hành hay không, đó chính là một người thì có duyên, một người thì không có duyên. Người có duyên thì thật sự nghe, thật sự tin, thật sự y giáo phụng hành. Đây là người có duyên. Có duyên thì trong một đời này khẳng định sẽ thành tựu. Đây chính là nói có duyên thì được độ, không có duyên thì không thể được độ. Cái nói như vậy của tôi mọi người nghe sẽ dễ hiểu hơn. Tuyệt đối không phải là nói người không có duyên thì Phật không màng tới họ. Không có gì Phật nào như vậy. Có A-la-hán thì như vậy, chứ không có gì Phật nào như vậy. Bồ-Tát cũng không như vậy. Bồ-Tát đối với những người không có duyên, người không có chủng tánh Phật thì gieo cho họ chủng tử Phật. Người có chủng tử Phật rồi thì giúp họ tăng trưởng thêm. Đây đều là trong đời này không thể độ được họ, nhưng đã tăng trưởng thêm, giúp đỡ họ thành thục, thành thục thì sẽ được độ. Chỗ này những điều mà tôi nói với các vị, chúng ta ở trong cuộc sống, công việc, xử sự đối người tiếp vật thì chúng ta dùng chân tâm, nhất định tuân theo giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta lấy tâm chân thành đối đãi người,
nhất định không có giả dối hư ngụy. Chúng ta lấy tâm thanh tịnh để tiếp vật, nhất định không có ô nhiễm. Cái tâm thanh tịnh này chính là vừa mới nói ở trong nghịch cảnh, ác duyên không khởi sân hận. Ở trong thuận cảnh, thiện duyên không khởi tham si, thì bạn sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm, sẽ không bị cảnh giới lay chuyển, vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Bình đẳng chính là không có cao thấp, tuyệt đối không có việc ta hơn người khác, người khác không bằng ta, đây gọi là tâm cao thấp. Như vậy thì không bình đẳng rồi. Chân tâm là bình đẳng, không những bình đẳng đối với tất cả người, mà đối với tất cả động vật cũng bình đẳng, đối với tất cả quỷ thần cũng bình đẳng. Hiện tại thế gian này rất loạn, yêu ma quỷ quái rất nhiều. Phải nên biết, quỷ thần dù là thiên thần, thiên thần thì vẫn là phàm phu, còn kém xa với Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng đã nhập vào hàng thánh nhân, thật sự là thánh nhân. Thiên thần như Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương thì vẫn là phàm phu. Vì này chúng ta phải hiểu được, phiền não tập khí của họ vẫn chưa đoạn được phẩm nào, không khác gì chúng ta, chỉ có điều là phước báo lớn hơn ta. Họ sanh lên trời để hưởng thiên phước, do đó họ tuy rằng có ngũ thông. Ngũ thông có tác dụng gì? Tham sân si mạng chưa có đoạn trừ, danh văn lợi dưỡng chưa có đoạn dứt. Những thiên thần, quỷ thần này hiện tại trên thế gian rất nhiều, tôi gặp được cũng không ít. Nhất định không thể bị họ lừa gạt. Nếu bạn bị họ lừa gạt, bạn bị mắc lừa rồi, thì con đường của bạn là con đường của quỷ thần, chứ không phải đi con đường của Phật Bồ Tát. Trong đời tương lai của bạn, sau khi chết rồi thì sẽ đi vào quỷ thần đạo, thiệt thòi rất lớn. Bạn đi vào quỷ thần đạo, quỷ thần sẽ xem thường bạn. Chúng ta đi là Bồ Tát đạo, đi là Phật đạo, thì quỷ thần tôn kính bạn, quỷ thần bảo hộ bạn. Đây là cái đạo lý nhất định. Từ lễ sám diệt tội. Chúng ta đối với Đại Thừa khó mà sanh khởi tính tâm như thế, nguyên nhân là vì sao? Là vì nghiệp chướng sâu nặng. Cho mình là hay, đối với các bậc hiền thánh cũng không để vào mắt. Bản thân chúng ta đều mắc phải căn bệnh này. Lễ sám là phương pháp diệt tội rất hay. Lễ sám là gì? Là thu tâm. Tôi học Phật, tôi vô cùng biết ơn Pháp Sư Sám Vân. Tuy Thầy không dạy tôi điều gì, tôi ở trong ngôi nhà tranh của Thầy hơn 5 tháng. Tôi công quả ở đó. Trong ngôi nhà tranh đó có tất cả 5 người, 3 người xuất gia, gồm Pháp Sư Sám Vân, Pháp Sư Bồ Diệu, Pháp Sư Đạt Tông. Không biết Pháp Sư Đạt Tông bây giờ còn hay mất. Pháp Sư Sám Vân và Pháp Sư Phổ Diệu đều giảng sanh cả rồi.
Ngoài ra, còn có một vị cư sĩ tên là Châu Kính Trụ. Năm đó, ông ta 70 tuổi. Còn tôi năm đó 30 tuổi. Là người nhỏ tuổi nhất. Cho nên, tôi làm công quả cho đạo tràng nhỏ này. Tất cả mọi công việc phục vụ trong đạo tràng đều do một mình tôi làm. Nấu cơm bằng củi. Vì ở trên núi nên không có điện cũng không có nước. Sau này chúng tôi đã nghĩ ra cách lấy nước. Chúng tôi dùng cây tre khoét thông mắt tre. Trên núi có một con suối. Chúng tôi dùng ống tre để dẫn nước về. Nhưng mà trên núi có dã thú, nên chúng thường làm hư ống dẫn nước, là phải lên núi để sửa lại. Đồ đốt phải đi lượm củi. Ở trên núi lá cây và cành cây rụng rất nhiều, nên lượm về đốt, tự mình trồng rau. Sống cuộc sống nông thôn ngày xưa. Tôi còn trẻ, những việc này tôi đã được học từ nhỏ. Tôi lo cho ba vị pháp sư, một vị trưởng giả, một ông già. Ngôi nhà tranh này cách thị trấn Bộ Lý nhỏ. Tôi cũng không biết là bao nhiêu cây số nữa. Nhưng mỗi lần đến Bộ Lý mua rau, mỗi tuần đi một lần, phải mất một ngày đi bộ. Đi bộ từ nhà tranh, đi đến Bộ Lý mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Quay về 3 tiếng nữa, tất cả là 6 tiếng. 2 tiếng đồng hồ là mua đồ. Mỗi tuần đi mua rau một lần. Rau xanh thì tự trồng. Pháp sư Sám Chân giao bài tập cho chúng tôi là mỗi ngày lại Phật 800 lại. Sáng sớm thức dậy lại 300. Buổi trưa sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong, sau khi dọn dẹp xong thì lễ Phật 200 lại. Công phu tối là 300 lại trong nhà tranh. Vì buổi tối không có điện, không có đèn, cho nên đại khái khoảng 8 giờ tối là đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì lại 300 lại. Lại 300 lại xong thì bắt đầu nấu ăn sáng. Khi ăn sáng, Pháp sư Sám Chân rất chú trọng. Mỗi sáng đều uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành do chính mình xay. Buổi tối trước khi đi ngủ, lấy đậu nành và đậu phộng trộn đều rồi ngâm nước. Sáng hôm sau thức dậy thì xay đậu. Trong sữa đậu nành có đậu phộng nên uống rất ngon. Người xuất gia muốn sống một mình thì việc gì cũng phải biết làm mới được. Đó là vào thời chiến tranh, chúng tôi là những học sinh lưu vong nên đã lập thành thói quen rồi. Giặt quần áo, may vá đều có thể làm được. Cho nên, hơn 5 tháng ở trên núi, tôi đã lạy mười mấy vạn lạy, dập đầu lạy mười mấy vạn lạy. Tiêu nghiệp chướng. Lễ sám diệt tội. Thu phục được tập khí phiền não của chính mình. Đó là nền tảng cơ bản để tôi đến Đài Trung học giảng dạy. Nếu như không có nửa năm nghiêm chỉnh tu tập này, dưới sự hướng dẫn của Pháp sư Sám Chân, khi đó, ở trên núi, Pháp sư Sám Chân tu pháp môn tịnh độ. Thầy kêu tôi xem sớ sao, xem yếu giải, xem viên trung sao,
Cho nên đối với ba bộ chú giải này tôi rất quen thuộc, chính là học vào thời điểm đó. Đại cương của ba cuốn sách này tôi đã vẽ thành sơ đồ. Khi đã vẽ được rồi, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mới biết được cái hay trong kinh điển của Đạo Phật. Thật sự bái phục sát đất. Ngoài những cuốn sách này ra, thầy ấy còn bảo tôi đọc cuốn Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Đó là thời khóa nửa năm của tôi ở trên núi. Có nền tảng này rồi, tôi đến Đài Trung học giảng kinh. Không bỏ phí thời gian. Phải nhập môn từ chỗ đó. Tiếp nhận sự huấn luyện cơ bản. Ngày nay, chúng ta có môi trường tốt như thế này. Vì sao sự tu học không tiến bộ? Nguyên nhân ở chỗ, mọi người không nghiêm chỉnh lễ sám diệt tội. Nếu như bắt đầu hạ thủ công phu từ chỗ này, thì tình hình sẽ khác rồi. Nghiêm chỉnh tu tập, một ngày 800 lạy là ít nhất. Vì tôi phải dùng rất nhiều thời gian lo cho cuộc sống của mọi người. Phục vụ ở trên núi chỉ có một mình tôi. Cho nên việc gì cũng phải làm. Đoạn dưới, dĩ tu tập dĩ quán bị trung cơ, dĩ cầu sanh tịnh độ bị thượng cơ. Bạn xem ba loại căn cơ thượng trung hạ. Sơ vị nghiệp chướng chúng sanh, trung vị phàm phu nhị thừa, thị tri tịnh tông thị đại thừa Bồ Tát sở tu hỷ. Đây là lời trong Khởi Tín Luận Sớ nói. Hữu Di Đà yếu giải, vị trì danh pháp môn thâm diệu, phá tận nhất thiết hí luận, trảm tận nhất thiết ý kiến, duy mã minh long thọ trí giả vĩnh minh chi lưu, triệt để hà đảm đắc khứ. Ở đây đã chỉ dẫn ra thượng căn. Mã minh long thọ, là chư vị tổ sư ở Ấn Độ. Ở trong truyện ký có ghi chép lại, họ là người đã chứng được quả vị sơ địa, địa vị cao đấy, là sơ địa Bồ Tát. Ngài Trí Giả và Vĩnh Minh là người Trung Quốc. Trí Giả Đại Sư là vị tổ của tông Thiên Thai. Vĩnh Minh Viên Thọ là vị tổ đời thứ sáu của tông Tịnh Độ ở Trung Quốc. Đức Phật ứng hóa mà đến. Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là hóa thân của Phật A Di Đà. Pháp môn Tịnh Độ phải những người như thế mới triệt để. Hà đảm nghĩa là thừa đương, họ mới có thể gánh vác được, chẳng phải là người thường đâu. Sự thâm diệu của pháp môn này là phá hết tất cả hí luận.
Câu này nói rất đậm, là lời nói thật. Không giả dối đâu. Tất cả hí luận là nói về cái gì? Không phải là nói về Pháp thế gian. Mà tất cả kinh điển của chư Phật Bồ Tát nói ra đều là hí luận. Sao lại phiền phức như thế? Một câu A-di-đà Phật chẳng phải là sẽ thành Phật sao? Còn làm những chuyện này làm gì chứ? Câu này không dễ dàng chút nào. Vì sao vậy? Vì 8.000 dạng pháp môn đều là đường vòng. Con đường này đi thẳng. Chỉ dạy bạn một câu niệm Phật. Ngoài câu niệm Phật ra, thì tất cả đều buông bỏ. Phải mất bao nhiêu thời gian để thành tựu? Trong kinh A-di-đà nói, nhược nhất nhật đến nhược thất nhật. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta thấy, chấp trì danh hiệu, niệm Phật giảng sanh thông thường là 3 năm. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được Đức Phật A-di-đà, được bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì, thì bạn chính là Bồ-Tát A-duy Việt Trí. Chẳng phải bạn thông hết được sao? Cần phải tốn nhiều thời gian để học tập nữa. Đây là hạng người nào? Ai có thể tin được? Là những người như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, họ có thể tin được. Trảm tận nhất thiết ý kiến, nghĩa là không cho bạn khởi tâm động niệm, thì đâu còn tâm phân biệt chấp trước. Trảm tất cả ý kiến, nghĩa là đoạn phiền não, phá phiền não chướng. Phá tận tất cả hí luận là phá sở tri chướng. Một câu niệm Phật mà phá được hai loại chướng ngại. Cho nên dưới đây cho chúng ta biết, cái nhân trì danh nhất pháp nải chí viên chí đốn vô thượng pháp môn. Nghiệp chướng của chúng ta sâu dày, người sơ học làm sao mà biết được? Chí là đến mức cuối cùng, viên mãn cực kỳ, viên giáo nào cũng không thể đem so với nó được. Viên trung chi viên, đốn là đốn siêu, đốn trung chi đốn, vô thượng pháp môn là pháp môn cao nhất trong 8.000 pháp môn, không có pháp môn nào cao hơn nữa. Có thể tin được không? Người tin được điều này, đó chính là thượng căn. Người không thể tin được là trung hạ căn tánh. Đây là lời nói thật. Phi tư lượng phân biệt chi sở năng cập cố vân thâm diệu, nan tính chi pháp, tiểu thừa quyền giáo rất khó lòng tiếp nhận. Những người được gọi là tri thức phân tử, tâm hiếu học, đó đều là chướng ngại. Hiếu học là sở tri chướng. Có sở tri chướng thì không thể được định, không thể khai ngộ, vì vọng tưởng quá nhiều.
Cho nên, ngày xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm mẫu mực cho chúng ta. 19 tuổi, Ngài ra khỏi nhà, đi tham học đến năm 30 tuổi. Tham học 12 năm. Trong 12 năm này, tất cả những tôn giáo học phái của Ấn Độ, những kinh điển tu học của họ, Ngài đều học qua hết. Vì sao vậy? Vì việc truyền pháp sau này khiến cho xã hội đại chúng có lòng tin. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải là người không học võ thuật. Cái gì Ngài cũng học qua. Thân phận Dương Tử, địa vị đặc thù. Mọi người đều tin tưởng Ngài. Dưới cội cây Bồ Đề, Ngài buông bỏ hết những thứ đã học trong 12 năm. Những thứ học trong 12 năm là gì? Là sở tri chướng. Ngài buông bỏ sở tri chướng. Trong suốt quá trình tu học, Ngài từng sống một cuộc sống khổ hạnh tăng. Đó là gì vậy? Đó là phá phiền não chướng. Có thể buông bỏ tập khí phiền não, buông bỏ những thứ đã học trong 12 năm, buông bỏ tất cả sở tri, buông bỏ phiền não chướng, buông bỏ sở tri chướng, thế mới có thể khai ngộ, mới có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sự biểu diễn của Ngài là để cho người đời sau chúng ta thấy. Nhất định chúng ta phải nhớ, suốt cuộc đời của Đức Thế Tôn là Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, giống như diễn kịch vậy. Trong kinh Phạm Võng, Ngài đã tiết lộ thân phận mình. Ngài đến thế gian này lần này thì hiện làm Phật đã 8.000 lần rồi. Nói cách khác, từ kiếp lâu xa Ngài đã thành Phật. Trong số đệ tử, thậm chí những người xuất gia hộ pháp đều là những vị Phật Bồ Tát hóa thân đến để diễn vở kịch này. Đức Phật đóng vai chính, còn những người khác đóng vai phụ. Các ngài biểu diễn cho chúng ta xem, vì người mà diễn thuyết. Vũ đài này chính là hành nghi suốt cuộc đời Ngài. Biểu diễn suốt cuộc đời, khiến chúng ta từ từ cảm nhận được chân tướng sự thật. Dưới đây dạy chúng ta phương pháp tu tập. Đảng mạc trực niệm khứ. Mạc trực ở đây là niệm thường xuyên, khăng khăng niệm không buông, bất giả phương tiện, là không cần sử dụng bất cứ một phương pháp nào để trợ giúp. Bất lạc tư lượng. Bạn cũng không thể có tâm tán loạn. Pháp môn này là trực khởi trực dụng, tự đắc tâm khai. Đó là bí quyết niệm Phật. Bậc cổ đức nói ra để chánh trợ song tu. Trì danh niệm Phật là chánh tu, dùng những phương pháp khác để trợ giúp, trợ tu.
chánh trợ song tu. Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta rằng, trì danh niệm Phật là chánh tu, cũng dùng trì danh niệm Phật làm trợ tu. Chánh trợ đều là trì danh. Bạn có cần phải trì giới không? Không cần trì giới nữa. Vì sao lại không cần trì giới? Suốt 24 giờ đồng hồ, bạn chỉ có một câu A-di-đà Phật, bạn còn phá giới được sao? Được viên mãn rồi. Có thể nói tam phước, tam huệ, lục hòa, lục ba la mật, thập nguyện, tất cả đều ở trong một câu danh hiệu. Thật là không thể nghĩ bàn. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Người thật sự có thể tu tập như thế. Bạn có thể nói họ không phải là bậc thiện căn được không? Phải là bậc thượng thượng căn mới có thể làm được. Hai câu sau đây có đề cập đến đương hạ phá tận hí luận. Đảng trừ nhất thiết kế độ phân biệt. Phá tận hí luận. Đoạn sở tri chướng. Trừ tất cả kế độ phân biệt là đoạn phiền não chướng. Kế độ là phiền não kiến tư hoặc, phân biệt là phiền não trần sa hoặc. Một câu niệm Phật của người ta có thể đoạn trừ phiền não chướng, đoạn trừ sở tri chướng. Cố vân như thị tham diệu chi pháp, di hữu mã minh đẳng nhục thân đại sĩ, thị năng trực hạ thừa đương, triệt để hà đảm giả. Đây đâu phải là người thường. Thật sự trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoài câu A Di Đà Phật ra thì không có gì nữa. Đây là người niệm Phật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, tìm không ra một người có tâm thuần tịnh như thế. Niệm niệm cùng với tự tánh tương ưng. Bạn xem, Đại sư Huệ Năng kiến tánh tự tánh như thế nào? Ngài đã nói ra, tự tánh là thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh bất sanh bất diệt. Tự tánh vốn tự đầy đủ. Tự tánh vốn không dao động. Bạn xem một câu niệm Phật có tương ưng với những điều trên đây không? Sau cùng còn có thể sanh vạn pháp. Cho nên chúng ta học Tứ Thập Hoa Nghiêm, thấy thiện tài đồng tử tham vấn với tỳ kheo Đức Dân. Tỳ kheo Đức Dân tu Bát Chu Tam Muội,
khai thị cho Thiện Tài đồng tử 21 pháp môn niệm Phật. Hai mươi mốt pháp môn này triển khai ra chính là tất cả pháp môn mà thập phương tam thế nhất thiết chư Phật vì tất cả chúng sanh mà giảng nói. Một câu niệm A Di Đà Phật bao hàm hết tất cả, triển khai ra chính là năng sanh vạn pháp. Vô lượng vô biên pháp môn không có tách rời câu A Di Đà Phật, điều này có hay không? Niệm công đưa ra mấy vị nhục thân Bồ Tát, thiệu sơ lược về họ. Mã Minh Đại Sĩ, Đông Thiên Trúc Nhân. Thiên Trúc là Ấn Độ, ngày nay gọi là Ấn Độ. Người Đông Ấn Độ. Truyền Phật Tâm Ấn, Vi Thiền Tông Thập Nhị Tổ. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, thì giáo do Ngài A Nan truyền, còn tông thì do Tôn giả Ca Diếp truyền. Cho nên nói, Tôn giả Đại Ca Diếp là vị tổ đời thứ nhất của Thiền Tông. Về bên giáo thì Ngài A Nan là vị tổ đời thứ nhất. Ngài A Nan truyền giáo gọi là tông môn giáo hạ. Vị tổ đời thứ 12 của Thiền Tông, Trùng Hưng Đại Thừa, Tạo Đại Thừa Khởi Tính Luận, Luận Mạc khuyên đạo chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, là Mã Minh Bồ Tát. Long Thọ Đại Sĩ là người Nam Thiên Trúc, là vị tổ thứ 14 của Thiền Tông, khai tháp sắc, thấy được Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát truyền thọ mật pháp, cho nên Ngài trở thành tổ sư của mật tông. Nhập Long Cung thỉnh kinh Hoa Nghiêm, cho nên Ngài lại là sơ tổ của tông Hoa Nghiêm. Lấy việc tạo các bộ luận, tận lực hoằng pháp môn tịnh độ. Kinh Lăng Già Hiển Ký nói rằng, Ngài chứng được Hoan Hỷ Địa. Đây là nói về địa vị của Ngài. Ngài là Bồ Tát Sơ Địa, giảng sanh tịnh độ, cho nên lại gọi là Tổ Sư của Tịnh Tông. Nước chúng ta tôn xưng vị đại sĩ này là Tổ Sư của Tám Tông. Phía trước nói bốn, phía sau nói Thiên Thai, Nam Sơn. Nam Sơn là giới luật. Luật Tông, Pháp Tướng Tam Luận đều thừa nhận Ngài là Tổ Sư. Cho nên Long Thọ Bồ Tát và Đại Thừa Bát Tông, bất luận Tông nào cũng có sự quan hệ mật thiết đối với Ngài, Tổ Sư của Tám Tông. Truyện ký của Ngài có trong Đại Tạng Kinh. Trong Cao Tăng Truyện cũng có. Quý vị có thể tìm đọc. Trong truyện ký nói, Ngài chứng được sơ địa. Sơ địa là Pháp Thân Bồ Tát, chứ chẳng phải người tầm thường. Thiên Thai Đại Sư nói, vị này thật sự thành Phật rồi. Phần chứng tức Phật, trên cơ bản thì Ngài đã siêu việt thập Pháp giới, trụ ở nhất chân Pháp giới. Là người rất thông minh, minh tâm kiến tánh rồi.
đọc kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại. Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, chỉ 3 tháng là Ngài học xong. Bộ Đại Tạng Kinh này 3 tháng là Ngài tốt nghiệp. Các vị thử nghĩ xem có làm được hay không? Sự việc này có thiệt hay không? Tôi nghĩ chắc là thiệt, không phải giả đâu. Vì sao vậy? Vì Đại sư Huệ Năng đã là một tấm gương cho chúng ta thấy. Đại sư Huệ Năng kiến tánh, Ngài là người không biết chữ. Bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, bạn đọc cho Ngài nghe là Ngài có thể giảng giải cho bạn nghe, không cần học. Cho nên Bồ Tát Long Thọ xem Đại Tạng Kinh, bộ kinh này có cần xem hết không? Không cần đâu. Giống như Đại sư Huệ Năng, chúng ta thấy trong Pháp Bổ Đàn Kinh có ghi lại một đoạn như sau: Thiền sư Pháp Đạt suốt đời thọ trì kinh Pháp Hoa nhưng chưa khai ngộ, đọc 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta biết bộ kinh này rất dài, có phần lượng rất lớn, một ngày nhiều nhất là đọc được một bộ. Cũng phải mất 7-8 tiếng đồng hồ, mỗi ngày đọc một bộ. 3.000 bộ là nói con số chẳng, chắc chắn là vượt trên số 3.000, 10 năm. 10 năm đọc một bộ kinh là cũng giỏi lắm đấy, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Cho nên Ngài đến Tào Khê tham vấn với Lục Tổ Đại Sư. Khi lễ Lục Tổ, bái đầu không sát đất, đảnh lễ Lão Hòa Thượng ba lạy, nhưng đầu lại không sát đất. Đứng dậy, Lục Tổ hỏi Thiền Sư: vừa rồi tôi thấy ông lễ bái mà đầu không sát đất, ông có điều gì đáng kiêu ngạo vậy? Thiền Sư nói: con đã đọc được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Người đời này đáng để kiêu ngạo đấy. Bị Lục Tổ nhìn thấu rồi. Ngài hỏi: đại ý của kinh Pháp Hoa là gì? Thiền Sư không trả lời được. Hỏi ngược lại Lục Tổ. Lục Tổ nói: ta chưa hề nghe qua bộ kinh này, ngươi đọc cho ta nghe xem thử. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Thiền Sư đọc đến phẩm thứ hai. Lục Tổ nói: được rồi, không cần đọc nữa, ta hiểu hết rồi. Giảng cho Thiền Sư, Thiền Sư liền khai ngộ. Lục Tổ Đại Sư giảng cho chúng ta. Chúng ta không khai ngộ, vì sao vậy? Vì không có Pháp Hoa Tam Muội. Thiền Sư 10 năm đọc bộ kinh này nên được Pháp Hoa Tam Muội. Nghĩa là trong kinh Pháp Hoa, Thiền Sư đã được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thiền Sư đạt được điều này. Cho nên khi Lục Tổ giảng là Thiền Sư đại triệt đại ngộ, hiểu rõ hết. Lễ bái, lễ tạ Lục Tổ thì đầu sát đất rồi. Điều này cho chúng ta một bài pháp rất lớn. Người đã minh tâm kiến tánh, có cần học hết kinh điển hay chăng? Không cần, chỉ cần đọc vài trang, đọc vài câu là được, là hiểu rồi. Đọc một bộ kinh, đọc vài câu, thì 3 tháng đương nhiên là một thời gian rất dài đấy. Kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng một đời, Ngài đều thông hết.
Cho nên Bồ Tát Sơ Địa pháp vô thỉ vô minh, nhưng vẫn còn tập khí chưa đoạn. Giống như Thiền Sư Pháp Đạt vậy. Có một chút gì đó cho rằng mình rất giỏi. Trên thế gian này không có một người nào giỏi hơn mình. Ở Sơ Địa gọi là Tiểu Bồ Tát, vừa mới nhập môn thôi. Đại Long Bồ Tát thấy, chăm sóc cho Ngài, dẫn Ngài đến Long Cung. Bồ Tát Long Thọ hiếu học. Chẳng phải người thích học sao? Quảng học đa văn sao? Dưới Long Cung kinh điển rất phong phú, dắt người đến đó mà xem. Thấy cuốn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đại Bổn Bộ Hoàn Chỉnh, bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong 21 ngày, có dung lượng bao nhiêu đây? Có 10 tam thiên đại thiên thế giới di trần bài kệ, một tứ thiên hạ di trần phẩm. Bộ kinh này mang về địa cầu của chúng ta thì không thể để được. Long Thọ Bồ Tát thấy cuốn kinh này thì một chút tập khí cao ngạo đó lập tức không còn nữa. Mới biết rằng những gì suốt đời mình học được còn quá ít. Thấy cuốn Đại Bổn Kinh Hoa Nghiêm, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ở trên quả địa cầu, không có một người nào có thể thọ trì được, không thể học được. Ngài xem tiếp Trung Bổn, phần lượng của Trung Bổn cũng còn rất lớn, không khế hợp với căn cơ của chúng sanh ở thế giới Ta Bà này. Cuối cùng xem Tiểu Bổn. Tiểu Bổn là gì? Là một lục đề cương, giống như chúng ta xem Tứ Khố Toàn Thư vậy. Tứ Khố là Đại Bổn, Tứ Khố Hội Yếu là Trung Bổn. Tiểu Bổn là một lục đề cương, chỉ có 5 cuốn, đóng thành 5 cuốn, một lục đề cương. Tên của mỗi cuốn sách, ai là người trước tác, giới thiệu sơ lược nội dung đại ý bên trong. Ngài nói, cuốn này được đấy. Cuốn này đối với Diêm Phù Đề chúng sanh không có vấn đề gì. Phân lượng là bao nhiêu? 10 vạn kệ, 40 phẩm. 40 phẩm. 10 vạn kệ. Người Ấn Độ tính 4 câu là một bài kệ. 10 vạn kệ nghĩa là 40 vạn câu. Ngày nay chúng ta xem bộ Kinh Hoa Nghiêm là một lục đề cương của Kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này do Bồ Tát Long Thọ truyền đến thế gian, cho nên Ngài là tổ sư của tông Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm do Ngài truyền đến. Trước Ngài thì Kinh Hoa Nghiêm không lưu truyền ở thế gian này. Đây là bộ kinh Đức Thế Tôn khi ở trong định giảng 21 ngày. Sau khi giảng xong, Bồ Tát Đại Long đã thu giữ lại ở Long Cung. Từ đây cho chúng ta có một cảm nhận rất sâu sắc. Khai ngộ là việc rất cấp thiết. Minh tâm kiến tánh là việc cấp thiết. Sau khi kiến tánh thì thông hiểu hết, hoàn toàn không còn chướng ngại gì. Chân tướng sự thật này, trong Kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường dạy, nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Thông được một pháp môn thì thông hết tất cả mọi pháp môn. Cho nên kêu bạn, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu là vậy. Tất cả mọi pháp môn đều có thể thông đến minh tâm kiến tánh. Cho nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Con đường nào cũng có thể đến nhà. Chỉ cần bạn chịu đi là được rồi. Bạn không cần phải đi tìm con đường khác. Tìm đường khác mất thời gian, vất vả, mà lại không đến được nhà. Nhất môn thâm nhập, một bộ kinh, một pháp môn, chắc chắn được định.
Định nghĩa là tam muội. Sau khi được định rồi thì tiếp tục tiến lên nữa, không thay đổi phương hướng thì chắc chắn khai ngộ. Sau khi ngộ thì cũng giống như Bồ Tát Long Thọ vậy, học tập rất dễ dàng, không hề có chút khó khăn nào hết. Vừa thấy là hiểu, vừa nghe là hiểu ngay, vừa tiếp xúc là hiểu được hết.